Thông tin tiểu sử ca sĩ Duy Mạnh, Duy Mạnh, sinh năm 1975 tại Hải Phòng. Anh được biết đến với vai trò là ca sĩ và nhạc sĩ tại Việt Nam, từng học tại nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh khoa piano. Duy Mạnh thật sự thành công sau các bài hát do chính anh sáng tác như Hãy về đây bên anh, kiếp đỏ đen ta đâu có say tình em là đại dương biết tìm đâu dĩ vãng cuộc tình lời xin lỗi của một dân chơi sinh ra trong một gia đình có người thân tham gia các hoạt động nghệ thuật nên từ nhỏ đã được tiếp xúc rất sớm với âm nhạc duy mạnh có ba người anh trai đều là nghệ sĩ kèn saxophone trong đó có Nguyễn Hùng đã ra album tình nhớ anh từng theo học tại nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh, khoa piano biết chơi flute, guitar và saxo. Ngoài ra anh còn học nhạc với nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín và nhạc sĩ Nguyễn Quang con trai của Nguyễn Ánh Chín trong khoảng thời gian từ năm 1992 đến năm 1998. Từ năm 1998, Duy Mạnh thường biểu diễn trong các phòng trà, bar, pub và sân khấu nhỏ ở Sài Gòn. Với nhiệm vụ chính là đệm piano cho các ca sĩ khác hát. Nếu ca sĩ có bận đột xuất thì Duy Mạnh hát. Thay, Duy Mạnh cũng từng cùng với một vài bạn đồng lứa và cùng đam mê thành lập một nhóm nhạc nhỏ vừa đàn vừa hát nhưng không thành công, anh cũng đã đạt được chút ít tiếng tăm qua vài lần kết hợp. Với nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, Việt hát Duy Mạnh đàn piano và bè nhạc phẩm Cám ơn em Sài Gòn album. Bình thường thôi, năm 2002, Duy Mạnh từng liều mình làm đĩa nhạc đầu tiên với những sáng tác của các nhạc sĩ có tên tuổi như Thuận Yến, Hà Dũng, Việt Anh, xong tới công đoạn ra master đĩa. Chủ để đem đi in sang hàng loạt thì anh lại hết sạch tiền và đành ngưng lại các ca khúc nằm. Trong album đó mà chúng ta có thể nghe lại là đợi chờ, khúc tự tình, mùa hoa bỏ lại, thành phố vắng em chỉ còn nỗi nhớ phiêu lãng một thời vì sao duy mạnh bắt đầu sáng tác với nhạc phẩm đầu tiên với tên gọi tình yêu còn đâu lúc này chuyên gia hòa âm phối khí bảo lư một người bạn thân của anh có nghe và rất thích thú đồng thời đánh giá cao khả năng viết nhạc của duy mạnh bảo lư đã khuyến khích duy mạnh rất nhiều ca khúc thứ hai chóng vánh ra đời là giây phút chia xa biết dựa trên cảm xúc thật của anh khi chia tay vợ mình ở hải phòng để ra sài gòn hai nhạc phẩm trên thu hút được sự chú ý của lý hải và đàm vĩnh hưng nhạc phẩm tình yêu còn đâu trở thành hit của đàm Vĩnh Hưng và chính thức đưa đàm lên nấc thang ca sĩ chuyên nghiệp nhạc phẩm giây phút chia xa lúc. Đầu được Lý Hải trình bày nhưng không mấy thành công, sau đó đàm Vĩnh Hưng ca vơ lại và trở thành. Tuyệt phẩm đi đâu cũng nghe thấy vang lên vào thời bấy giờ, sau so lúc này Duy Mạnh bắt đầu viết nhạc. Và các ca sĩ tìm đến anh rất nhiều, hàng loạt bản hit ra đời mang lại tên tuổi cũng như sự nổi tiếng của các ca sĩ như tình đã đổi thay trần tâm giọt tình đắng cay uyên trang còn gì đâu em trí hải ngày nào có nhau cao thái sơn người mãi xa rồi đan trường những nhạc phẩm của anh được đón nhận và nhanh chóng trở thành hit khiến cho mọi người đặt biệt danh cho anh là người tạo hit từ số tiền bản quyền các ca khúc đó, Duy Mạnh đã quyết định ra một album với toàn bộ những ca khúc do mình sáng tác. 10 nhạc phẩm trong album vôn một này đều mang sắc thái buồn. Với nhiều trạng thái tình cảm khác nhau, song song với CD audio 10 ca khúc đó, Duy Mạnh còn tặng. Kèm 4 video clip Tình em là đại dương, kiếp đỏ đen, ta đâu có say, và hãy về đây bên anh, album. Đầu tay được đặt tên là Tình em là đại dương ra mắt và nhanh chóng gây náo loạn làm nhạc Việt bấy. Giờ, với chất giọng đặc biệt không lẫn với các ca sĩ khác cộng với giai điệu bài hát dễ nghe, dễ... Nhớ ca từ bình dân đã thu hút gần như toàn bộ người nghe nhạc album qua 3 lần tái bản đã có số lượng tiêu thụ lên tới 20.000 bản, một kỷ lục khủng khiếp vào lúc đó khi mà thị trường địa lậu đang hoành hành. Duy Mạnh từng cho biết mỗi năm anh muốn cho phát hành ít nhất một album. Thông tin thêm Wiki Duy Mạnh Nguyễn Duy Mạnh sinh 22 tháng 5 năm 1975, 42 tuổi, Hải Phòng, Việt Nam thể loại ba lớp. Chữ tình, xã hội, cha cha cha, nghề nghiệp ca sĩ, nhạc sĩ ca khúc tiêu biểu hãy về đây bên. Anh, kiếp đỏ đen, ta đâu có say, tình em là đại dương, biết tìm đâu, dĩ vãng cuộc tình, lời xin lỗi của một dân chơi và rất nhiều bài hát khác website Duy Mạnh, VN Duy Mạnh sinh năm 1975 tại Hải Phòng là một ca sĩ và nhạc sĩ tại Việt Nam, anh từng học tại nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh khoa piano. Duy Mạnh thành công sau các bài hát do chính anh sáng tác như Hãy về đây bên anh kiếp đỏ đen ta đâu có say tình em là đại dương biết tìm đâu dĩ vãng cuộc tình lời xin lỗi của một dân chơi